tình tinh tang tang tình tinh tang, họ không xê xê họ không nhiều. Mệt nhưng mà không đến nỗi nào, cũng quen rồi. Chị ơi, cho tôi xin ly trà nóng nha. Chắc thầy đói bụng rồi, để tôi dọn cơm mời thầy. Không dám tiền bạc gì đâu. Cảm ơn chị. Tôi phải vô chút thôi, rồi tôi phải đi chữa bệnh tiếp, còn đông bệnh nhân lắm. Vậy thầy đợi tôi nha, để tôi gói cơm nấm cho thầy ăn. Chứ thầy mà mệt là dân làng tiêu hết. Dạ, mời thầy vô uống nước thầy. Dạ, cảm ơn chị. Lần nào ghé quán chị không cho cái này cũng cho cái kia, tôi ngại quá. Dạ, xóm này á mang ơn thầy không hết. Ba cái đồ ăn lặt vặt có nhầm nhỏ gì đâu. Dạ, cảm ơn chị. Chờ chút nha thầy. Dạ. Chị Bảy, có thằng cấp đồ của chị nè. Đó đây nè chị Bảy. Trời ơi, thì ra là mày. Mấy bữa nay mất đồ ăn hoài à. Mấy người làm tại gì vì vậy? Mày. Buông ra. Ăn cắp nè. Ăn cắp hả? Buông tôi ra. Thôi, chị buông nó ra đi. Buông tôi ra. Không được, cái thằng này á, phải bắt nó lên quan cho lính đánh nó mới chừa thầy. Dạ thôi. Ăn cắp hả mày? Chị cứ giao nó cho tôi. Giao cho thầy á, rồi thầy thả nó làm sao thầy? Mấy cái thứ này á, không có được nhẹ tay với nó đâu thầy. Dạ, con xin lỗi cô đi. Con đừng có làm vậy nữa nghe. Hứa là đừng có chạy trốn nghe. Ta sẽ cho ăn bánh đã đời luôn, chịu không? Trời, cái tụi này mà thầy cũng tin được hả thầy? Ta không ép, nhưng nếu mà con đồng ý đi theo phụ ta thì ta sẽ trả công cho. Mỗi bữa thì con sẽ có cơm ăn đàng hoàng, không phải đói mà đi ăn cắp ăn trộm như vậy, chịu không? Nè, ăn từ từ thôi, coi chừng bị mắc nghẹn đó. Đói dữ lắm ha. Tại hôm nay bệnh nhân nhiều quá, cho nên ta không có về sớm lo cho con ăn được. Sao, ngon hôn? Con cứ ăn đi, hết rồi ta lấy nữa cho con ăn nghe. Bây giờ cho ta hỏi một câu được không? Nè, nãy giờ con có biết bao nhiêu cơ hội để bỏ chạy, tại sao không bỏ chạy vậy mà lại đi theo ta? Tại sao ông không giao tôi cho ông bên trên? Cuối cùng là con cũng chịu nói rồi hen. Ta vì ta biết con không phải là người ăn cắp. Có đó, tôi là đứa ăn cắp á. Để ta kể chuyện cho con nghe. Cũng vừa hay là chiều nay ta không phải đi khám bệnh. Ngày xưa có một thằng bé tên là Trước, cũng cỡ tụi con, mồ côi cha, sống với mẹ già. Mẹ Trước thương nó lắm, mong nó nên người, cho nên thường hay rầy la trách mắng nó. Lâu lâu nó hư thì cũng đánh nó mấy roi. Với những đứa trẻ bình thường thì không sao, nhưng đối với cái thằng bé này, tánh tình nó ngổ ngược. Trước nó nghĩ là mẹ nó không thương nó. Ê, ông ngạo tôi hả? Nè, nghe cho hết đi đã. Càng tức thì thằng bé càng ương ngạnh, càng chống đối. Nó phá làng phá xóm, bỏ cơm, đi chơi đêm như cơm bữa, khi mẹ nó phải làm lụng cực khổ nuôi nó, còn phải phiền lòng. Mẹ nó phải chờ cơm, chờ cửa mỗi ngày. Càng ngày mẹ nó càng tàn tạ. Rồi một bữa nọ chết mẹ, 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 mẹ.
Trời ơi, ngồi dậy coi. Thằng nhóc này, tại sao đánh nhau vậy hả? Tại tao thích quýnh thì tôi quýnh. Mày ngổ nghịch trong làng, ai không biết mày mất dạy. Mày đi hả mày, mày đi hả mày, mày đi theo tao. Buông tôi ra. Đi. Buông ra. Nè, chị coi nè, nó quýnh con tôi ha. Con tôi có chuyện gì chị lo thuốc men, không tôi kiện nha. Nó thích tôi quýnh thì tôi quýnh à. Tôi có làm gì sai đâu. Đó, coi kìa. Chú ơi, mà nó còn nhỏ, nó có làm chuyện gì sai thì chú nói tôi, có gì tôi dạy nó. Chứ có gì mà chú xách cổ nó như vậy. Chị còn trách tôi nữa hả? Tôi không dặn hỏng nó làm ai rồi đó. Thôi được rồi, có gì thì cho tôi xin lỗi. Với lại tôi sẽ lo tiền thuốc men. Chứ nó còn nhỏ, nó biết cái gì mà chú đánh nó. Nhỏ gì mà nhỏ. Chị thấy không, nhỏ mà đánh con tôi vậy đó. Chị dạy lên nó đi. Nó mà còn gì nữa, tôi đánh nó chết á. Ngon đánh con tôi lần nữa đi. Dạ, chị dạy lên nó rồi. Đi. Tôi sẽ dạy nó. Tôi thông cảm nha. Mày coi chừng tao á. Mày nghe cái gì chứ? Mày làm gì vậy? Mày, nó thích tôi đánh thì tôi đánh thôi. Mày im đi, mày cũng nói nữa hả? Mày đi vô đây. Tao đã nói mày sao? Mày làm gì vậy? Tao đánh mày chứ làm gì hả? Tao dặn á là ở nhà coi nhà, coi cửa. Tại sao mày ra ngoài phá làng phá xóm như vậy? Cái đồ hư thân, cãi lời mẹ hả? Hả? Đánh chứ chừa, đánh chứ chừa nè, đánh chứ chừa nè. Ai kêu nó thách tôi làm vậy? Con người ta 4-5 tuổi là đã ra đồng cài lúa cho cha mẹ rồi, còn không thì ở nhà nấu cơm. Còn con nhà này sợ cực khổ, không cho động tay động chân. Vậy mà ở nhà không biết coi nhà nấu cơm mà còn ra ngoài phá làng phá xóm, còn chồng ghẹo con người ta nữa. Mày thấy người ta chửi mẹ mày chưa? Giờ còn không có cơm để ăn thì lấy tiền đâu đền cho người ta hả? Không có đền gì hết đó. Mà tụi ba cho biết chứ, thằng đó tôi gặp ở đâu là tôi quýnh nó đó đó. Trời ơi, trời, mày còn dám nói như vậy hả? Nè, tay con nhiều thẹo như vậy chắc ở nhà cũng không phải dạng vừa đâu hả? Thằng trước càng ngày càng li lợm, phá làng phá xóm, mẹ nó càng đánh để dạy nó, mong nó biết nghe. Mà càng đánh nó thì nó càng ghét, càng li lợm. Nó nghĩ mẹ nó không có thương nó. Bà ra bà coi, bà dắt thằng trước về đi. Không là người ta đánh nó chết. Nó làm gì nữa hả chị? Nó đủ đám con nít đó, đốt rơm trên đất người ta, xong rồi lấy lửa chọi vô mấy con trâu, làm mấy con trâu quảng chạy tán loạn. Người ta bắt nhốt nó rồi. Trời ơi, Trước ơi. Lẹ đi bà. Trước ơi Trước. Trời con tôi. Nói cho ta biết đi, tại sao lại bỏ nhà đi như vậy? Nè, mẹ con với con có sao không? Con có cha không? Đừng có hỏi. Cứ mỗi lần thằng trước đi ăn cắp, cái đau nhất đối với cha mẹ là thấy con mình làm bậy. Vô đây. Mẹ thằng trước đâu? Ra đây. Có chuyện gì vậy anh? Con của chị vô nãy phá phách, bẻ trộm bắp của tôi, công tôi chăm bẩm bao lâu nay tới thu hoạch thì nó làm vậy đó. Còn nhỏ mà đi ăn cắp vặt, chị coi vậy được không? Dạ, tôi xin lỗi anh. Coi như con dạy cái mang, tại tôi không biết dạy nó. Thôi, bao nhiêu tiền để tôi đền cho anh, để tôi dạy lại nó. Chị nhớ mà dạy lại nó nghe không? Ở làng này ai cũng biết mặt nó hết á. Dạ, anh thông cảm. Mày làm cái gì nữa vậy con? Mẹ dạy mày sao? Nghiền cho sạch rách cho thơm. Tại sao mày lại đi ăn cắp đồ hả? Có mấy trái bắp à mà làm như gì dữ vậy? Bất cứ cái gì nếu không phải của mình mà lấy là ăn cắp biết chưa? Tại sao con lại làm xấu hổ gia đình mình vậy hả? Thích thì làm vậy đó được không? Mày còn trả treo nữa hả? Hư thật, mẹ
Mày hư, mày hư, cho mày chết, cho mày chết. Mày hư thật, hư thật. Bà không phải mẹ tôi, bà ác lắm, tôi hận bà. Trước, quay lại đây. Trời ơi là trời. Đêm đó thằng Trước bỏ nhà đi luôn không về. Mẹ nó thì ở nhà bòn mỏi chờ đợi, khóc hết nước mắt. Rồi sáng hôm sau thì nó tới một vùng đất khác. Bụng thì đói lạ. Đến một quán ở bên đường, nó không biết rằng nè nhỏ, tèm lắm phải không? Lại đây ngồi đi. Ngồi đó nha. Nè, ăn đi. Nhưng tôi không có tiền. Ăn đi, tao không có lấy tiền đâu. Sao vậy nhỏ? Ông là người dân mà ông còn tốt với tôi. Còn mẹ là mẹ của tôi mà bà coi tôi như là kẻ thù á. Trời ơi, con khờ quá con. Mẹ nào mà lại coi con như là kẻ thù hả con? Bà đánh tôi mới đi ra khỏi nhà. Tôi hận bà. Vậy chắc là con làm gì có lỗi với mẹ con rồi phải không? Tôi chỉ bẻ có mấy trái bắp ở nhà hàng xóm mà bà quýnh tôi quá trời luôn. Rồi bà còn chửi tôi nữa. Thôi được rồi. Nè, con ăn bánh á, con ngon không? Vậy con có biết ơn ta không? Mời cho con mấy cái bánh thôi à. Mà đã biết ơn ta rồi, thử hỏi mẹ con á, banh da xẻ thịt sanh con ra. Mà nè, từ hồi đó tới giờ á, con ăn của mẹ con bao nhiêu bữa cơm, bao nhiêu cái bánh này rồi, con có đếm được không? Mà trải qua bao nhiêu tháng năm, rồi bao nhiêu bệnh tật, ốm đau, bao nhiêu chăm bẩm yêu thương á, con mới được hình hài như thế này nè. Nhưng mà bà ghét tôi. Thôi, bữa nay ngủ lại đây một đêm đi. Rồi ngày mai về, để mẹ con trông đó, tội nghiệp lắm. Không bao giờ. Còn khuya bà mới mong tôi về. Thôi, ngủ lại đây đi. Bây giờ á, không có đi đâu được đâu. Sáng mai rồi mình tính, hen. Đêm đó thằng bé ngủ nhờ lại nhà người chủ quán tốt bụng. Dù sao thì nó cũng không còn chỗ nào để đi. Qua một đêm ngủ bờ ngủ bụi thì nó cũng biết được có một chỗ ngủ đàng hoàng thì quan trọng tới mức nào. Đêm ấy nó bị một giấc mơ kỳ lạ. Trong giấc mơ nó thấy ngôi nhà của mình và mẹ nó đang ôm nó khi nó còn là một đứa bé sơ sinh và đang bệnh rất là nặng. Mạnh mẽ lên con, mạnh mẽ lên. Con đừng làm mẹ sợ mà. Mạnh mẽ lên. Tôi xin ông, xin ông đừng bắt con tôi đây mà. Tôi xin ông. Ngươi biết tha là tôi chết hả? Ta nổi tiếng dữ vậy sao ta? Đã tới giờ rồi, hãy để ta đón nó. Tôi xin ông đừng bắt con tôi đây. Từ khi nó ra đời tới giờ chưa có ngày nào nó sống khỏe mạnh hết. Không được. Tôi xin ông. Số của nó đã tận rồi. Thôi đưa đây cho ta. Ông ơi đừng. Đưa nó đây cho ta. Đừng ông. Ta bảo đưa nó đây cho ta. Đưa đây cho ta. Đừng bắt con tôi. Chết con lại cho tôi.
cái nhà ai? Sao giờ này ngồi giữa đường vậy? Con mồ côi, không cha không mẹ. Trời ơi, tội nghiệp con quá. Sao con không tìm nơi để trú? Bà là ai? Sao giờ này bà qua đây? Ta đi tìm con ta. Nãy giờ con có thấy một người đàn ông mặc bộ áo choàng đen ẵm một đứa bé chạy ngang qua đây không? Có. Có? Thiệt vậy sao? Con làm ơn chỉ cho ta đi. Con sẽ chỉ cho bà với một điều kiện. Bà phải hát ru con. Với những bài hát mà bà đã ru cho bà. Con lạnh lắm. Con chỉ muốn một lần được biết vòng tay ấm áp với lời ru của mẹ. Con ơi, con ngủ cho lành, để mẹ gánh nước rửa bành cho vui. Muốn coi lên núi mà coi, coi bà triệu tướng. Coi bà triệu tướng cởi voi đánh công. Sau khi nghe hát ru, cậu bé đêm qua ngủ ngon và cũng biến mất, chỉ để lại trong gió lời chỉ dẫn cho mẹ trước. Tiếp tục tìm con, khi gặp được một bụi cây gai biết nói, thương con, người mẹ ấy lại lên đường không quản khó khăn, khổ cực. Chuyện với ta sao? Phải, tôi biết đường hình chết đi qua. Nếu bà muốn, tôi sẽ chỉ đường cho bà. Tốt quá, cảm ơn nhiều. Giúp ta với. Tôi lạnh, tôi khô héo. Bà phải ôm tôi, sưởi ấm cho tôi. Hả? Sưởi ấm cho ngươi hả? Sưởi ấm cho tôi đây, tôi sẽ chỉ đường cho bà. Đi đi, phía trước có một bờ biển, có người sẽ chỉ tiếp. Ta mong người sẽ sanh tốt hơn nữa. Cảm ơn người, bụi gai tốt bụng. Ta đi đây. À.
Con mệt chưa? Có cần nghỉ chút không? Mất nhiều mà mệt. Thì vậy là nghe tiếp phải không? Ông bị chuyện cũng hay lắm á. Làm gì có bụi cây gai mà biết đời ôm. Thì ta đã nói với con rồi, đây chỉ là một giấc mơ của một cậu bé ngủ nhờ nhà ông chủ quán thôi. Bà mẹ đó đi theo lời chỉ dẫn của bụi cây gai đi tiếp, và quả nhiên tới một bờ biển. Ông là ai? Sao tự nhiên lại chặn đường tôi? Tôi không làm hại ai hết, xin ông hãy tránh đường. Tôi đi tìm con tôi sắp không kịp nữa rồi. Ta biết con mụ đang ở đâu. Ông biết hả? Ta là phù thủy trấn giữ rừng này. Cái gì mà ta biết? Vậy thì tốt quá. Vậy xin phù thủy giúp giùm, con tôi đang ở đâu? Đâu có dễ vậy được. Phải có gì cho ta, ta mới chỉ chứ. Trên đời này không có ai cho ai gì không hết á. Thật sự tôi đi vội quá, không mang gì bên người. Nhưng mà xin ông cứ nói. Tôi còn căn nhà nhỏ, có miếng giường, trồng rau củ, ăn qua ngày. Nếu mà ông muốn, tôi sẽ dâng hết. Đất của ta mênh mông, ta quản bọn hết. Lấy đất, lấy nhà của ngươi làm gì hả? À, nhưng mà đâu phải bà không có gì đâu. Dạ. Đúng, ngươi có một cái thứ mà ta thiếu, đó là đôi mắt. Đôi mắt? Ngươi có một ánh mắt rất là ấm áp, đáng tin. Đó là thứ mà phù thủy chúng ta không bao giờ có được. Tuy là phép thuật vô biên, biến thành thứ gì cũng được, nhưng đứng trước đôi mắt của ngươi, ta lộ nguyên chân tướng là phù thủy. Nên ta muốn đôi mắt đó. Tôi cho ông cũng được thôi, nhưng đến khi nào tôi gặp được con, tôi sẽ đưa cho ông. Không, nghĩ sao vậy? Đôi liền mới chịu. Như vậy thì không được. Không có mắt làm sao tôi biết được? Tôi tìm kiếm con tôi. Nếu vậy thì à, ngươi đi đi. Ê đi, ta không chạy. Ta nói ngươi nghe nè, mù mắt á mà biết đường tìm thấy con, còn hơn sáng mắt á mà tìm kiếm ta nói suốt đời không thấy. Ngươi chọn cách nào hả? Thôi được rồi, ông cứ lấy đi. Lấy hả? À? Vậy à? Không khách sáo nha. Hồ bí. Được đâu, bây giờ xuống Diêm Phủ ha, kiếm phán quan con người đang ở đó. Sao con tôi đã xuống Diêm Phủ rồi? Sao tôi có cứu được nó hay không? Ngu gì nói. Nói chung là tùy theo phước phần của mẹ con ngươi thôi. Mà ngươi hỏi đường ta chỉ đâu, đúng không? Đi đi, đi đi. Cảm ơn ông. Đi đi, kiếm con ngươi đi. Thấy cũng tội, mà thôi cũng kệ. Bả mù luôn hả? Mà sao bả đi được? Vậy mà lần mò theo lời chỉ dẫn của ông phù thủy, bà cũng tới được Diêm Phủ. Chắc là bằng sức mạnh của tình mẹ nên đã dắt được bà ấy tới nơi. Chứ một người bình thường chắc có lẽ đã bỏ cuộc từ lâu rồi. Rồi sao? Bà tới một phán quan thì bà bị quỷ hầu phát hiện. Không được là không được, chốn âm dương cách biệt, làm sao mà vô được quãng đường? Tôi xin ông, tôi đã đi biết bao nhiêu quãng đường, thậm chí tôi còn đổi cả đôi mắt mới đến được đây. Tôi xin ông hãy thương xót cho bà mẹ tội nghiệp này. Tôi chỉ muốn gặp lại con tôi thôi. Đương nhiên nhìn mụ, ta biết mụ đi bao nhiêu đường đất. Nhưng phép tắc là phép tắc, không thể thay đổi được. Nếu vậy
xin cho tôi chết tại đây luôn đi. Trời đất ơi, vợ tôi sống mà trở về không có con tôi cũng coi như chết rồi. Xin ông hãy giúp tôi đi, ông giết tôi đi. Bà này thiệt là. Nhưng mà thằng chết ông chưa có về. Thiệt sao? Bây giờ chỉ có nước là vô cửa phán quan, tìm ngọn nến linh hồn của con ngươi, cầu xin phán quan giữ lại. Chứ ổng mà tắt đi á, dù thần chết mang xác con ngươi về cũng vô phương cứu chữa. Vậy thì tốt quá, ông cho tôi vô chỗ phán quan với. Nhưng mà ngươi đuôi mù như vậy, làm sao mà thấy đường, tìm được cái nào là ngọn nến linh hồn của con ngươi? Đừng lo, tôi là một người mẹ. Tôi không có mắt, nhưng mà tôi có tai, còn mũi. Chỉ cần nghe hơi là biết con mình rồi. Phiền quá. Thôi được rồi, ngươi vô đi, lẹ lẹ nha. Dạ, cảm ơn ông quỷ nhiều lắm, cảm ơn ông quỷ nhiều lắm. Ráng mà tìm được ngọn nến linh hồn của con ngươi đó. Dạ. Phiền phức quá. Đây. Tôi chưa có chết, tôi còn sống. Tôi đi tìm con tôi. Cho tôi hỏi, đây có phải là điện phán quan không vậy? Đúng, đây là điện phán quan. Nhưng ngươi còn sống, tại sao lại dám mò vào đây? Cô biết là bị bắt, cõi trở về trần gian không? Tôi không sợ. Cho tôi hỏi, phán quan đâu ông? Ngươi tìm phán quan để làm gì? Tôi nghe nói ông giữ linh hồn của con tôi muốn xin lại. To gan, tỏ đời nay linh hồn đã bị bắt xuống địa phủ mà còn dám xuống kêu sinh là sao? Dạ tôi xin ông, cho tôi gặp phán quan. Tôi đã đi bao nhiêu đường đất, đổi cả đôi mắt mới xuống được tới đây. Phán quan có chửi, có giết tôi cũng chịu. Chỉ cần ông trả lại linh hồn cho con tôi chấp nhận hết. Hay là đổi cũng được, hay là đổi linh hồn của tôi để cho con tôi sống lại có được không hả ông? Nó còn nhỏ quá, nó chưa biết làm người đó sao? Linh hồn mà đổi hả? Ngươi làm gì chuyện dưỡng chơi vậy? Nè, nhưng mà nếu ổng chịu đổi, chẳng lẽ ngươi chấp nhận chịu chết để cho con ngươi được sống hay sao? Không những kiếp này mà mọi kiếp sau của tôi, nếu như mà phán quan muốn lấy thì cứ lấy, chỉ cần cho con tôi sống lên một lần thôi. Chẳng lẽ các bà mẹ ở dương trần đều như vậy sao? Tôi nghĩ như vậy. Trên trần có câu, cửa sanh là cửa tử. Để dứt ruột sanh đứa con là chấp nhận cái chết. Không có bà mẹ nào mà không cho đi linh hồn của mình để cho con mình được sống hết. Tính ra thì loài người cũng có cái hay. Vậy thế giới quỷ thì sao? Tôi nghĩ mẹ của ông cũng chấp nhận hy sinh mạng sống nếu như ông. Ngươi đừng nói nữa. Quỷ như ta thì làm gì có cha mẹ. Chẳng ai cho không tay cái gì đâu. Như vậy thì thật là tiếc. Thôi được, thấy ngươi cũng đáng thương, sẵn giờ phán quan cũng chưa có về, ta sẽ dắt ngươi đi tìm con. Nhưng mà nè, ta nói rồi nha. Dạ. Lỡ có chuyện gì á, ta không có chịu trách nhiệm đâu à. Ta là không thích ta chối. Dạ dạ, đội ơn ông, đội ơn ông. Theo ta. Nè, từ từ, để ta dắt ngươi vào. Ngươi quờ quạng tùm lum, đổ bể tùm lum là chết luôn á. Dạ. Dừng lại. Đây là phòng sinh tử. Mỗi một ngọn nến ở đây á là tượng trưng cho một linh hồn. Bây giờ ngươi hãy tự tìm con ngươi đi. Cẩn thận đó nha. Dạ. Súng sổ đổ tháo tùm lum đi. Thank you.
là linh hồn của ta. Vậy con ta đâu? Con ta đâu? Con ơi, con đang ở đâu vậy? Chắc là con mệt rồi đó. Thôi con đi nghỉ đi, mai rồi mình tiếp nghe. Mất gì mà mệt. Rồi sao nữa? Bà đó có kịp kiếm ra linh hồn của con quả không? Cũng khó. Con đoán coi, một người bị mù, con mình bằng da bằng thịt đứng đó mà còn không thấy, huống chi chỉ là một ngọn nến giữa biết bao nhiêu ngọn nến khác. Vậy rồi sao? Con người, con ơi đừng bỏ mẹ mà, mẹ sẽ cứu con. Cái gì mà vắng que vậy trời? Quỷ sứ, quỷ sứ ơi. Dạ. Trời đất ơi, ông làm cái gì ở trong mà tôi kêu nãy giờ vậy? À, dạ con vô phòng sinh tử, con kiểm tra mấy ngọn nến. Nè, lúc ta đi ra ngoài á, ở đây có chuyện gì xảy ra không? Dạ không, đâu có chuyện gì xảy ra đâu. Lục Phan ơi, Lục Phan. Ông làm gì ông kêu tôi hớt hải ngại thấy ghê vậy? Ông vô sổ dùm tôi tên đứa bé này coi. Nhanh đi, tôi còn nhiều công việc lắm. Rồi, biết rồi, từ từ. Nhanh đi, tôi công việc nhiều lắm. Rồi, làm gì cũng phải từ từ chứ. Nhanh đi. Rồi, đọc đi. Tên họ. Tên trước. Rồi, trước. Gì vậy? Cái gì ở trọng gì quý sứ? Chắc là mấy ngọn nến nó chạy hết, nó sắp đổ hay sao? Để con vô con kiểm tra lại cái. Nhanh đi. Trời ơi, con đi đi. Rồi, hỏi gì? Con. Trời, ngươi làm cái gì vậy? Sao tự ý dời nến tùm lum vậy? Tôi kiếm được con tôi rồi, nhưng mà nó yếu ớt quá, tôi phải thắp sáng cho nó, tôi phải tiếp sức cho nó. Ta nói cho người biết, thần chết với phán quan về rồi đó, ngươi chạy lẹ đi. Tôi không đi đâu hết, con tôi ở đây mà, tôi không đi đâu đâu, tôi tìm được con tôi rồi. Nè, ngươi mà không nghe lời ta hả, là hai mẹ con ngươi cùng chết đó biết chưa? Như vậy thì càng hay, mẹ con tôi sẽ được đoàn tụ. Trời, ta cũng sợ ngươi luôn á. Nè, nghe ta dặn nè, bây giờ ở yên đây, đừng có tự ý mà thay đổi vị trí cái ngọn nến nữa nghe chưa? Dạ. Giữ yên lặng để ta ra ngoài. Dạ. Dính tới con người phiền phức tí sợ luôn á. Ngày sinh. Ngày Nhâm Tuất. Nè, hồi nãy xảy ra chuyện gì ở trỏng vậy? Dạ đâu có gì đâu. Cái ngọn nến sinh tử của đứa bé này nè, nó sắp tắt cho nên nó bị đổ, con chỉnh lại rồi. Cái gì vậy? Sao lạ quá, lạ gì? Sao bây giờ nó quẩy mạnh mà nó khóc to quá vậy? Con ơi,
mình mạnh mẽ lại rồi không? Có phải là con đã khỏe lại rồi không? Sao lại có chuyện kỳ lạ vậy ta? Khi khổng khi không, tại sao tự nhiên nó lại mạnh lên? Không thể có chuyện này được. Bà kia, tại sao bà lại to gan như vậy hả? Còn ngươi nữa, tại sao bà lại vô đây được hả? Giờ bà quen thay tội cho con. Thiệt tình à, tôi chưa từng thấy ai ly như bà này hết. Tôi xin phán quan, xin phán quan cứ xử tôi, xử tôi đi, nhưng mà tha cho con tôi được sống. Đây là nến của tôi, sinh mạng của tôi, linh hồn của tôi đổi hết cho con tôi. Tôi ở lại đây, mấy ông muốn làm gì thì làm, nhưng cho con tôi đi đi. Nó hồi phục rồi, đất bắt nó chết. Tôi xin ông, tôi xin ông. Con ơi, tôi xin ông. Thiệt tình, ta chưa thấy ai như bà. Thôi được rồi, vì bà, ta cho nó một cơ hội. Phán quan nói thiệt hả? Kèm theo một điều kiện. Điều kiện gì? Phán quan có nói. Bà phải về nuôi dạy cho nó khôn lớn, thành một người biết trân trọng, biết yêu quý cuộc sống. Mà mẹ nó phải đổi bằng tính mạng mới có được. Làm điều có ích để giúp người, nếu như làm điều săn bẫy, ta sẽ tước đi mạng sống của nó. Nghe chưa? Dạ, tôi đổi ông Phán quan, đổi ông Phán quan, đổi ông Phán quan. Dạ. Quỷ sứ, quỷ sứ, quỷ sứ. Đã vậy. Sứ này. Trời ơi, mà tỉnh dậy coi. Thiệt tình, đúng là lúc nào dính tới con người cũng đắc rối. Thà là quỷ sứ mà, đơn giản. Rồi sao? Bà đó chết luôn hả? Ta cũng không biết. Ông nói xạo. Ta nói thiệt mà, lúc đó ta không biết. Ta chỉ biết là sau đó thằng bé choàng tỉnh, nó phát hiện ra đó chỉ là một giấc mơ mà thôi. Có điều kỳ lạ là khi thằng bé mở mắt ra, nó thấy là nó không phải ở trong nhà của ông chủ quán. Ngôi nhà với lại ông chủ quán biết đâu mất. Tại sao? Ta không biết. Ta chỉ biết là thằng bé đang nằm ở giữa rừng dưới một gốc cây, còn bên cạnh nó là ngọn nến. Linh hồn của nó y hệt như là ngọn nến ở trong mơ. Rồi nó bỗng nhiên nhớ lại hồi đó nó bệnh thập tử nhất sinh. Mẹ nó yêu thương nó, và mẹ của nó đã cứu nó ra làm sao. Con, ăn đi con. Ráng ăn đi rồi ngủ giấc cho nó khỏe. Ra mọi chuyện, nước mắt nó rưng rưng. Đang khóc thì nó nghe một giọng nói rất mơ hồ, âm âm vọng từ trên trời xuống. Về đi con, mẹ con đang chờ. Rồi thằng bé đứng dậy, nó chạy một mạch về nhà. Rồi mẹ nó có còn sống không? Mẹ nó đang bị bệnh nặng, vì tưởng con mình đã chết. Bà thấy con mình, bà bật dậy rồi bà ôm lấy con. Từ đó thằng bé mới biết thương mẹ của mình. Nó tu tâm sửa tánh, lo học hành nên người để khỏi phụ công mẹ nó. Ông nói xạo. Ông bị ra chuyện này để lừa tôi chứ gì? Không, ta nói thiệt mà. Vậy chứ sao ông biết chuyện này? Ta nói thiệt mà. Bởi vì thằng bé đó chính là ta. Xạo. Thầy trước ơi. À, thì ra đúng là ổng. Cứu mẹ con với. Mẹ con bị bệnh, bà khó thở lắm. Cứu. Cậu về trước đi, rồi tôi sẽ qua liền. Dạ, cảm ơn thầy. Thôi con mệt rồi, nằm xuống ngủ đi ha. Để con phụ thầy.
Dậy, dậy con, dậy. Nè, dậy đi rồi còn phải ăn lót dạ nữa. Rồi về với mẹ con. Hả? Mẹ con đang chờ ở nhà đó. Nhớ về xin lỗi mẹ con đàng hoàng nghe chưa? Không, con không về. Ừ. Nè, phải học nói lại đi. Mình có lỗi mình phải biết xin lỗi. Mẹ mình làm cái gì cho mình á thì mình phải biết cảm ơn, hiểu chưa? Không có nói được. Sớm xua. Ừ. Ờ thôi, con cứ về đi, càng sớm càng tốt. Chuyện rồi đâu cũng sẽ vào đó thôi. Đi đi con. Tại mẹ nè. Tại mẹ hết. Mẹ hay nặng nhẹ với con hoài. Con đừng có bỏ đi nữa nghe không. Nhà có hai mẹ con à. Con đi nữa mẹ lo lắng lắm. Con biết không? Dạ thưa thầy. Ờ, chào cô. Hôm nay á, tôi dẫn thằng bé qua đây là để cảm ơn thầy đã cho con tôi tá túc. Nếu như bữa đó không có thầy thì bây giờ không biết nó ra sao. À, không có gì đâu. Đừng ngại. Sao? Vậy là quyết định qua đây học nghề hen. Dạ, nếu mà thầy thương xin nhận cháu giùm con. Con mang ơn nhiều lắm à. Nè, nếu mà chịu học á thì tiên học lễ hậu mới học thuốc nghe, chịu không? Con cảm ơn thầy đi con. Tức là nói chuyện phải có lễ phép, phải biết dạ thưa ha, đi phải thưa về phải trình, hiểu không? Dạ. Ừ, vậy giờ con nói với mẹ con sau đây. À, dạ thôi, nó không biết gì đâu. Bây giờ thầy thầy cho con gửi nó ở đây nha. Tâm sự nhờ thầy á. Ừ. Con ở lại ráng mà học cho giỏi nghe không? Nhớ nghe lời thầy đó. Nhớ ngoan nghe không con? Bây giờ mẹ về đó. Dạ, chào thầy, con về. Cô về cẩn thận. Con nè, con ở lại á, nhớ nghe lời thầy nha con. Nhớ ngoan nghe không? Mẹ!